Hey, chào mọi người. Suốt mùa đông từ Noel đến giờ thì trời không đổ tuyết. Tuy nhiên hôm nay tháng 2 thì đổ tuyết. Nhưng mà dù sao thì đến muộn, nhưng mà tuyết năm nay rất đẹp. Mời mọi người thưởng thức tuyết cùng mình nha. Thank you.